Rồi tiếp tục. Cho nên là vì tôi là gì đây? Phát âm hay phát âm sai tiếng Hàn đấy, thuộc dạng phát âm sai tiếng Hàn nên là phải luyện tập thật nhiều mới được. Hangguk geureul barme barme chạy một à Hangguk chạy một ba rừng hệ giờ chạy một ba rừng hệ giờ cho nên là cô muốn thêm phân đi tả nữa chạy một ba rừng hành phân y đã sơ hoặc là y nhị ca hoặc là y cái tên này Hàn Quốc có rừng chạy một ba rừng hành phân y đã sơ cho nên là mà đi dọn sức hệ à thế à giờ sức ba tạ nghĩa nào kết thúc ba tạ thì các bạn đi hết tạ thì chỗ này các bạn ok chưa hôm trước bạn nào gần là phơi đi tạ vì tôi thuộc diện thuộc dạng là phát âm sai tiếng Hàn cho nên là phải luyện tập thật nhiều mới được đó. Rồi bây giờ cô cho vài câu về các bạn làm thử nha. Đối với hai cấu trúc hôm nay mình học. Đây gì đây hôm nay mình học hai cấu trúc không có gì là khó hết, nó là rất là đơn giản. Cấu trúc này. Nghĩa nó cũng đơn giản mà mình cách mình sử dụng nó cũng rất là đơn giản. Nó không có biến biến đẹp gì hết ha, không có quá khứ, tưởng hiện tại, tương lai gì hết, nó chỉ đi dạng như thế thôi. Thì bây giờ cô đọc các bạn vài câu các bạn làm cho cô nha. Chủ nhật tuần này bạn định làm gì? Chủ nhật tuần này bạn định làm gì? Chủ nhật tuần này bạn định làm gì? Bạn Kim mới trả lời. Chủ nhật tuần này tôi gặp bạn rồi định cùng nhau chủ nhật này tôi gặp bạn rồi định cùng nhau đi xem phim chủ nhật này tôi gặp bạn rồi định cùng nhau đi xem phim chủ nhật này tôi gặp bạn rồi định cùng nhau đi xem phim Câu tiếp theo.
Sau khi đỗ lớp 2 rồi, bạn định học lên lớp 3 không? Sau khi đỗ lớp 2 rồi, bạn định học lên lớp 3 không? Bạn Kim mới trả lời. Không, vì không có thời gian. Không, vì không có thời gian. Nên Nên vì không có thời gian nên dường như sẽ không đăng ký lớp 3. Vì không có thời gian nên có lẽ vì không có thời gian nên có lẽ sẽ không đăng ký lớp 3. Vì không có thời gian nên có lẽ sẽ không đăng ký lớp 3. Câu tiếp theo. Vào ngày sinh nhật của Su Chin, bạn định tặng gì? Bạn kia mới trả lời. Vì Su Chin thích hoa. Nên tôi định mua hoa tặng bạn. Vì Su Chin thích hoa nên tôi định mua hoa tặng. Vì Su Chin thích hoa nên tôi định mua hoa tặng. Câu tiếp theo. Tôi muốn giỏi tiếng Hàn. Chấm. Phải làm như thế nào?
Tôi muốn giỏi tiếng Hàn chấm phải làm như thế nào đây? Tôi muốn giỏi tiếng Hàn phải làm như thế nào đây? Bạn kia mới trả lời: phải nói chuyện với người Hàn Quốc nhiều vào. Phải nói chuyện với người Hàn Quốc nhiều vào. Phải nói chuyện với người Hàn Quốc nhiều vào. Rồi, câu tiếp theo. Hôm nay mình cùng nhau đi mua sắm ở chợ nhé. Ở siêu thị nhé. Nhầm. Hôm nay mình cùng nhau đi mua sắm ở siêu thị nhé. Bạn kia trả lời: vâng, nhưng vì tôi hết tiền nên phải rút tiền. Vâng, nhưng vì tôi hết tiền nên phải đi đến ngân hàng rút tiền. Nên phải đi ngân hàng rút tiền. Chấm. Sau khi rút tiền, sau khi rút tiền, thì tôi sẽ đi đến chợ. Thì tôi sẽ đi đến đấy nha. Sau khi rút tiền thì tôi sẽ đi đến đấy. Cái chỗ mà vâng, thế nhưng ấy, thêm cho con một câu là vâng, thế nhưng bạn hãy đi trước đi chấm, vì tôi, xong một tên câu vì tôi hết tiền nên phải đi rút tiền ha.
thêm cho cô câu đó nha. Bạn thêm cho. Vâng, nhưng bạn hãy đi trước đi. Nhưng bạn hãy đi trước đi. Đó. Ghi thêm cho cô câu đó ha. Rồi, câu tiếp theo. Hôm nay phải dậy sớm à? Hôm nay phải dậy sớm à? Bạn kia mới trả lời. Vâng. Vì, vâng, vì đến 8 giờ. Đi đến bệnh viện nên phải dậy sớm. Về đến 9 giờ nha các bạn. Về đến 9 giờ. Đi bệnh viện. Vì đến 9 giờ. Đi bệnh viện nên phải dậy sớm. Vì đến 9 giờ phải đi bệnh viện nên phải dậy sớm. Đến 9 giờ phải đi bệnh viện nên phải dậy sớm. Bao nhiêu câu rồi Linh? Cô đọc bao nhiêu câu rồi Linh? À, 6 câu rồi đúng không? Bây giờ có chẳng 8 câu nha. Em đếm R cô có mấy câu rồi? R cô ấy, cô đọc R cô mấy câu rồi? Hả? Đúng rồi. Ba câu cô đúng không? Rồi bây giờ thêm một câu định và một câu ai ra tôi tại nha. Rồi câu tiếp theo. Cái bài 12 cô chưa cho bài viết bài 10 để tiếp bài 12 cho bài viết rồi. Rồi câu tiếp theo nhé. Hôm nay tiết học kết thúc rồi, bạn định làm gì?
Rồi, bạn ấy trả lời. Tôi định đọc sách ở tại thư viện. Tôi định đọc sách ở tại thư viện. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Ở Hàn Quốc. Khi đến thăm nhà. Thì phải làm như thế nào ạ? Ở Hàn Quốc. Khi đến thăm nhà phải làm như thế nào ạ? Bạn kia mới trả lời. Bạn kia mới trả lời. Phải gọi điện trước và không đi đến quá sớm. Phải gọi điện trước và không đi quá sớm.
Rồi các bạn về làm cho cô nhé, hầu như không có cái từ nào mới. Có cái gì các bạn cứ hỏi cô trên lớp nhé, hình như cô không cho từ mới đúng không? Rồi đây các bạn về làm nó sửa trên lớp thì làm thời gian thì nó không có nhiều ha. Thì các bạn về làm xong rồi hôm sau cô lên lớp sửa. Phần đọc đọc rồi hết luôn rồi và cho thông tin hết luôn à gì. Đau quá rồi, đã hôm nay em nghỉ đó. Là xem video lại ha. Đọc rồi tìm hiểu thông tin hết luôn rồi. Rồi về nhà cô Dung này, cô sẽ cho cái bài viết của bài số 12 ha. Bài số 12 bài viết cô chưa cho đúng không? Mới bài 11 là nó là Tết thôi, cô cho về là để tả Tết với mình thôi, đúng không? Còn bài 12 thì chưa, bài 12 mới vừa rồi này. Thì chưa, thì học hơn nốt rồi, nghe nốt rồi, tìm hiểu nốt rồi thì cô cho cái bài viết về ha. Còn hôm sau cô kiểm tra bài nói thì cô kiểm tra cả chủ đề 11 và chủ đề 12 luôn. 11 cô cũng kiểm tra rồi. 11 kiểm tra rồi, chỉ có chủ đề 12 thôi. Rồi lớp, tạm biệt lớp ha. Có cái gì hỏi cô nào? Hỏi đi em. Nghỉ tầm tuần ha. Tuần học 10 ngày. Tuần học 10 ngày để cô xếp lớp lại. Có mình lớp của mình là tầm tầm một tháng cuối tháng 7 là hết khóa này. Cuối tháng 6 nhầm, cuối tháng 6, cuối tháng này, tầm cuối tháng này hết khóa, hết bài đấy. Còn tầm một hai buổi nữa là cô cho học bắt quy tắc thôi. Tầm cũng là tầm phải cuối tháng này là ok, là hết khóa. Rồi kiểm tra này nọ chứ cũng phải là tầm mùng 10 kiểm tra này nọ. Cũng phải mùng 10 kiểm tra này nọ rồi cô cho học thêm cái những cái bắt quy tắc thêm một buổi hai buổi nữa. Nếu như theo cái sách này thì là bữa 18, tầm 18, học tới cái bài 18 là hết này. Là không có ôm ẹt gì hết á. Nhưng bây giờ cô sẽ ôm rồi, cô sẽ cho bạn các bạn làm kiểm tra rồi cô cho học biết có tắt không vâng. Tầm một buổi hai buổi nữa. Thì là thì nói chung là tầm hết tháng 7 thì hết. Thì nếu mà có mỗi lớp mới cho phần là tầm 15 tháng 7 hoặc là 20 tháng 7. Tại vì nghỉ 10 ngày hoặc là 15 ngày để cô ship lớp mới. Lớp mới để ship lên à. Rồi ok. Rồi ok lớp nha. Chào lớp ha. Chào các bạn.